chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Xuân lại quay trở lại mọi người với chủ đề về make up. Mọi người đã đi làm, đi học bình thường lại rồi đúng không? Thì gần đây mình nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề make up. Làm sao để make up nhanh, gọn, lẹ, một cách tự nhiên nhất có thể, và để đi làm cho những bạn làm công sở và cho những bạn sinh viên không có nhiều thời gian để mà để lớp nền, đánh lớp nền, trang điểm màu 30 phút á. Thì mình nghĩ thôi, để cái việc đó đi ngủ sướng hơn đúng không? Riêng mình là vậy, lớp nền để đi làm, để đi học cần sự tự nhiên và thật nhẹ nhàng, và đặc biệt là không bị trôi. Các bạn biết tại sao không? Tại vì mùa này là mùa ở Sài Gòn là mùa mưa, thì chỉ cần đánh lớp nền tự nhiên make up lên xong đi ra ngoài gặp mưa phát trôi hết, xong đeo khẩu trang phát trôi hết thì thôi rất là buồn luôn á. Trong trang điểm thì mình quan trọng nhất là lớp nền, đó chính là quyết định được là trang điểm có đẹp hay không là phải do lớp nền quyết định nha mọi người. Thì để chọn được một cái sản phẩm đáp ứng được nhiều nhu cầu thì khá là khó. Tuy nhiên vừa rồi thì mình có test thử và trong vòng 2 tuần, và mình hôm nay mình muốn review cho mọi người luôn. Nó vừa kết hợp những cái ưu điểm mà mình vừa nói, đó chính là dưỡng ẩm này, vừa nâng tone này, và vừa là kem nền và cũng có khả năng chống trôi nước nữa đó. Nghe là thần thánh rồi đúng không? Và đây là em kem thần thánh ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người đây. Em mọi người có nhìn rõ không? Đây là nhân vật chính ngày hôm nay nha. Em này gọi là kem toning light cream. Em mình gọi em này là kem lười toning light cream, và em này là một sản phẩm từ Đài Loan nha mọi người. Rất là mới và cũng rất là hiệu quả luôn. Bây giờ mình sẽ review sương sương về em này trước nha. Packaging của em này cực kỳ dễ thương luôn, kiểu hồng đất ombre nhìn lạ mà cũng rất là nổi bật á. Vỏ hình trụ nhám lì cầm cực kỳ chắc tay nhá. Trên vỏ được in chữ màu trắng này nhẹ nhàng tôn lên được thiết kế vỏ tinh tế và đơn giản. Mình rất là thích cái thiết kế kiểu như vậy, kiểu dễ thương nhớ liền luôn á. Dung tích là 30ml và trong tuyếp kem toning mà Xuân có tìm hiểu trước thì em kem này chứa những thành phần cực kỳ lành tính, và các nàng có làn da nhạy cảm đừng lo nha. Tuy nhiên sản phẩm này không có chỉ số chống nắng nên các nàng nhớ sử dụng kem chống nắng chuyên dụng trước. Và thực sự Xuân thích dùng những sản phẩm có tính chuyên biệt riêng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Sản phẩm toning này đã là sản phẩm make up rồi nên em ấy làm vừa đủ 3 khả năng trong một, đó là dưỡng ẩm, nâng tone da và kem lớp primer nha. Và các bạn nghe cái tên là toning á, thường là tone up lên đúng không? Thì các bạn trước giờ nếu mà đã từng sử dụng thì có rất là nhiều em tone up trên thị trường mà bị trắng bệch đó. Nhưng mà Xuân sẽ thử cho mọi người em này nửa mặt bên này để mọi người so sánh được là cái sự trắng của em này nó sẽ khác như thế nào. Rất tự nhiên và rất nhẹ nhàng nha. Bây giờ mình sẽ test lên mặt cho mọi người thấy ha. Các nàng có thể thấy chất kem cực kỳ mỏng nhẹ và dễ tán đúng không? Nâng tông da lên hẳn mà cực kỳ trắng và rất là tự nhiên, căng bóng, nhìn có sức sống hơn rất là nhiều. Hôm nào mà mình bận quá, mình toàn dùng em này xong quyệt son, quyệt một chút má hồng và một chút lông mày thì đã rất là xinh tươi rồi. Đối với những bạn cần một loại kem dưỡng nhưng vẫn có chút make up nhẹ và nâng tông da thì đây là sản phẩm vô cùng phù hợp luôn. Riêng những nàng mà sợ make up bằng cushion hay là kem nền bị bí da thì đây là giải pháp tối ưu, là vẫn dưỡng mà vẫn đẹp da đó. Rõ ràng giữa hai bên mặt nha, một bên thì được che phủ rất là kỹ, tầm đến 90% lỗ chân lông của mình đã bị che phủ lại rồi, và những cái vết thâm á, vết thâm nhỏ đều được che phủ kỹ. Còn những cái nốt mụn thì xíu nữa mình sẽ dùng concealer để chấm thêm, nhưng mà hầu như là che phủ đến 90%, nhìn rất là tự nhiên, mỏng nhẹ nha mọi người. Đó, cực kỳ tự nhiên luôn, lại là dùng kem này nhé. Ở bên mình thì chưa dùng, các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt này. Bây giờ mình sẽ apply full mặt rồi sau đó dùng những cái bước make up tiếp theo nhé. Xong, lớp nền rồi, các bạn thấy da mình sáng và tươi tắn hơn rất là nhiều không? Cái này hoàn toàn có thể dùng cho cả phần cổ để da mặt và da cổ đồng đều hơn nhé. Em toning light cream này có một đặc điểm mình rất là thích, đó chính là khả năng không gây bết dính. Không gây bết dính ở điện thoại hoặc là khẩu trang đó. Các bạn trang điểm xong có thể đi ra ngoài đường, các bạn đeo khẩu trang vô, cái cảm giác mà các bạn bị dính kem nền lên đó rất là khó chịu không, thì em này có thể là một giải pháp cho các bạn đó. Nhất là những cái ngày mưa nắng thất thường thì em này có khả năng chống trôi khi gặp nước nữa, nên là rất là ok khi mà sử dụng ở Sài Gòn mùa mưa này nha. Và để Xuân áp dụng thử coi là cho các bạn xem, là Xuân nghe điện thoại một thời gian ngắn thử coi khi mà bỏ ra thì cái này có dính lên màn hình điện thoại không nha. Ok, thank you.
xong rồi đây, mọi người có thể nhìn thấy không hề có một vết gì luôn nha. Đó, đây là cái vết tay của mình thôi. Đó, không hề bết dính, không hề có cảm giác là đang xài cushion hay là xài kem hay là xài đàn luôn. Đó, dù các bạn có trang điểm nhẹ nhàng như thế nào nữa thì đừng quên lông mày và son môi, đặc biệt là lông mày nha. Bây giờ mình sẽ kẻ lông mày nhé. Tiếp theo là màu mắt nha, màu mắt này của Romaine siêu xinh luôn. Các bạn khi nào mà bận rộn hoàn toàn có thể sử dụng cái em set màu mắt này, rất là đơn giản, cực kỳ dễ phối luôn. Mình sẽ sử dụng em chì kẻ mắt Skinny Liner, Skinny Micro Liner của Innisfree. Em này dùng cho những cái dịp mà kiểu mình bận, mình rất là nhanh gọn lẹ thì chỉ kẻ xương xương thôi, kẻ sơ sơ thôi là em này đã có cái đường line rất khá là sắc nét và nhẹ nhàng rồi. Má hồng nha mọi người, sử dụng em má hồng màu số 02 của Romaine. Màu này là màu hồng dâu nha. Màu son mình sử dụng hôm nay là màu son số 07 Pink Valley của Romaine. Cái màu mà mới, hai màu mới ra đó mọi người. Cái bộ sưu tập Water Clusting Tin đó. Ta-da! Xong rồi đây. Và đây là make up cho những ngày bận rộn của xuân và mưa nắng thất thường ở Sài Gòn nha. Với em kem Toning Light Cream này thì thực sự mình rất là đánh giá cao cái khả năng của em đó, giống như là lớp nền bền bỉ nè, không trôi nè, không đổ dầu và cũng như cực kỳ lành tính, vừa dưỡng ẩm nữa. Thì em Toning Light Cream này mình khuyến khích mọi người nên thử để biết và cảm nhận được cái sự khác biệt của em ấy với những cái em toning ở trên thị trường bây giờ. Việc mọi người nghe cái kem tone up thì sẽ tưởng tượng ra là da mình sẽ bị trắng bệch đúng không, và không hề tự nhiên chút nào. Nhưng mà em này sau khi mình đọc một bài review thì mình đã quyết định mua em này luôn. Và tại vì nó có những công nghệ rất là tiên tiến nên là tạo ra một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả luôn. Mọi người có thể thử nhé. Mong là mọi người thích video này và sau khi xem video này mọi người có thể tìm một sản phẩm trang điểm phù hợp. Cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của mình nhé. Và nếu có thắc mắc gì hãy comment phía dưới, mình sẽ giải đáp. Link sản phẩm mình để ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.